Eva, xin chào tất cả đại gia đình thân yêu của bé chó Eva. Sau đây, siêu mẫu Eva gửi đến tất cả quý khán giả một buổi biểu diễn với những bước chân điêu luyện cùng những bộ cánh thiên thần. Sau đây là màn trình diễn của siêu mẫu Eva. Đó, người mẫu đó. Người mẫu chuyên nghiệp đó. Đi mấy bước ngồi một cái, đi mấy bước ngồi một cái. Eva. Em vào biểu diễn con. Trời ơi đẹp vậy hả? Thôi con gái sao mà đẹp quá vậy ta? Em vào đứng lên con. Đứng lên con. Ở đây là tất cả quần áo đầm của Eva đấy, dây chuyền rồi kẹp tùm lum hết. Eva điệu lắm. Ở đây là cái khăn đóng à, mình làm cho Eva, bé Eva có cái bộ đồ này cho nên là có cái khăn đóng này để đội trên đầu. Ở đây là vải mình mua cho bé mà đang may. Dở dang có nhiều cái đang may. Mỗi ngày may được một chút thôi. Rồi bé ngồi trong đây chơi nè. Ở đây là len. Mấy cái cuộn len này là mình cũng móc đan cho các bé. Những cái nón nhỏ nhỏ cho chút chút nha. Đó là mình cũng làm đó. Làm cho các bé đội cho nó ấm khi ra ngoài. Cái này là mấy cái băng đô của Eva đấy, băng đô rồi nó kẹp, Eva nhiều kẹp lắm, quá chừng kẹp luôn, mặc bộ đầm màu nào thì có cái kẹp màu đó.
Ở đây là cái phòng này là phòng để quần áo của Eva. Tất cả quần áo của Eva là ở đây hết. Là những cái đầm thôi, còn đồ ngủ thì nhiều quá mình bỏ ra bên ngoài bớt. Những cái dạng trên này á là chưa có mặc, chưa có biểu diễn. Còn những cái đầm ở phía dưới này là Eva đã mặc rồi. Mặc biểu diễn rồi. Đó. Đó ngồi đi nè. Trời ơi, lên đây ngồi chơi đấy. Mami đi đâu đi theo đó. Cái nón bự này mình cũng móc. Ở nhà rảnh thì móc nón. À, có nón đội, thích mặc đồ len. Còn cái này là đang móc nha, áo lạnh cho Eva đó. Mặc đồ đẹp ha. Eva.